người chào mừng trở lại với channel DC Gaming của mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tới với một video clip Q&A ở đây. Thì video clip ngày hôm nay mình sẽ trả lời những câu hỏi mà các bạn đặt ra ở trên YouTube. Thì thực sự là ở trên YouTube có rất là nhiều câu hỏi mà có thể trả lời ngay được. Bởi vì câu hỏi nó rất là dễ trả lời và nó mình có thể đơn giản là trả lời câu hỏi đó bằng một câu ngắn gọn. Còn có rất là nhiều câu hỏi mà các bạn đặt ra là một cái câu hỏi mà rất là khó và mình không thể nào mà diễn giải ra được các làm sao để có thể trả lời một cách phù hợp nhất và hiệu quả nhất cho các bạn biết chỉ bằng một comment ở trên YouTube hết. Đó là sao mà hôm nay mình làm cái video clip về Q&A này để có thể giúp giải đáp những câu hỏi khó mà các bạn đặt ra ở trên YouTube. Và đương nhiên rồi, những bạn nào mà thực sự là đã hỏi mình và tới tận bây giờ mình mới trả lời thì thì đơn giản là mình đang làm video clip này và đây là cái cách mình nghĩ là tốt nhất để có thể giúp giải đáp được những cái thắc mắc mà các bạn đang có với những cái thứ mà diễn ra ở trên channel của mình. Bây giờ chúng ta không dài dòng nữa, chúng ta bắt đầu tiến hành vào và bắt đầu cái video clip hiện đây ngày hôm nay nhé. Ok, thì đây là câu hỏi đầu tiên của chúng ta. Đây là một câu hỏi các bạn thấy rồi, rất là dài và có rất là nhiều ý luôn. Đó là sao mình nói là một comment trên YouTube không thể nào mà giúp mình có thể trả lời hết tất cả mọi thứ cho các bạn được. Thì đó là sao mà mình làm cái video clip Q&A này. Thì câu hỏi đầu tiên của chúng ta sẽ là: anh ơi, em mới tập chơi gần đây thôi, nhưng có câu hỏi muốn nhờ anh giải đáp. Như em tìm hiểu thì chơi versus standard là chế độ chơi chính của players. Mà standard mỗi năm thì lại thay đổi những legal card dùng cho chế độ này. Và sắp tới tháng 9 2021 thì nó sẽ chỉ còn dùng những lá từ Sun Shield Expansion thôi. Thì có nghĩa là từ Sun Shield trở đi, những lá khác trước Sun Shield thì không được sử dụng nữa. Vậy những lá như Tag Team, GX sẽ bị lỗi thời. Vậy làm thế nào để newbie theo kịp mà đầu tư không quá nhiều? Em mới mở có 50 pack thôi nhưng lại không thấy build được bất cứ một deck nào đủ để chơi standard cả. Thì đây là một cái câu hỏi thực sự là rất là hay luôn. Đây có thể là một câu hỏi mà rất là nhiều bạn newbie cũng đang thắc mắc. Và ngày hôm nay thì mình sẽ cũng sẽ trả lời trong cái clip ngày hôm nay luôn. Thì trước tiên mình sẽ nói về rotations cho những bạn nào mà thực sự đang thắc mắc là rotations là gì. Thì ở đây cũng là một thứ mà khá là nhiều bạn thắc mắc ở đây. Thì rotations là cái sự xoay tua thôi. Thì cái điều này nó sẽ diễn ra mỗi năm sẽ là một lần. Và thường sẽ là sau World Championship. Thì World Championship là một cái giải chung kết thế giới của Pokemon TCGs. Và thường thì sẽ diễn ra vào mùa hè. Và rotations sẽ diễn ra vào khoảng tháng 8, cuối tháng 8, đầu tháng 8 gì đó. Thì nó sẽ cỡ như vậy. Và mục đích của rotations có thể là nhiều bạn nhầm lẫn ở đây, như các bạn đặt câu hỏi ở đây, thì rotation nó không hề khiến cho các bạn mà trở nên khó khăn hơn trong việc có được những lá bài cần thiết để đánh standard, mà rotations nó sẽ giúp cho newbie dễ đuổi kịp được tốc độ của những người chơi cũ hơn. Bởi vì các bạn biết rồi, những người chơi nào càng sớm thì các bạn sẽ có được những set mà từ lúc các bạn chơi, còn những người chơi mới vào thì các bạn sẽ không thể nào mà có được những cái set mà những người chơi cũ đã tham gia trước cả. Thì mục đích của rotations là đương nhiên rồi, giúp cho những cái set cũ sẽ không còn hợp lệ nữa, còn như bỏ qua thì những người chơi cũ nói chung là sẽ phải cập nhật. Thì thực sự là cái rotations này, nếu như các bạn nghĩ kỹ lại thì nó hoàn toàn giúp cho newbie dễ đuổi kịp hơn. Bởi vì những bạn nào mới bắt đầu chơi, các bạn sẽ chỉ cần không cần quan tâm những set cũ nữa, mà các bạn chỉ cần quan tâm đến những set mới và từ đó cứ kiếm những lá bài ở những set mới thôi. Còn những cái thứ đau đớn đó chính là những người chơi cũ. Những người chơi cũ họ chơi trước, họ có được những lá bài khác trước, và sau khi rotation thì họ sẽ mất những bài đó đi. Thì đó mới là cái thứ mà các bạn đang hiểu sai đây. Rotation không hề giúp cho newbie trở nên khó khăn hơn, mà rotation giúp cho newbie dễ dàng hơn, tiếp cận hơn ở trong cái format standard. Còn những người chơi cũ với là những người chơi đang nhận những sự đau đớn ở đây, bây giờ họ sẽ mất đi những lá bài cũ, bao nhiêu tiền họ đổ vào bây giờ họ mất hết. Thì đó mới là cái thứ mà các bạn cần phải lưu ý. Rotation sẽ giúp newbie chứ không hề làm newbie trở nên khó khăn hơn ở bất cứ cái gì cả. Thì trung bình thì các bạn sẽ thường sẽ là 3 tháng thì các bạn sẽ có một set mới. Chính vì vậy trong 3 tháng này các bạn có thể có rất là nhiều thời gian để cố gắng tìm cách để có được những lá bài tốt nhất ở trong cái set mà nó vừa ra mắt đó. Thì 3 tháng là một con số mình nghĩ là cũng khá là đủ để những bạn newbie có thể tìm cách thi đấu làm sao đó, chơi Pokemon TCG làm sao đó để kiếm đủ packs và từ đó có thể có được những cái lá bài cần thiết ở trong cái format standard ở đây. Thì đây là một con số khá là phù hợp rồi. Và điều các bạn cần lưu ý đó chính là mục đích của rotations chắc chắn sẽ là giúp newbie chứ không hề khiến cho các bạn newbie trở nên khó khăn được một tí nào. Và ở đây thì mình có thấy rằng bạn nói là các bạn mở 50 packs và sau đó không có được những lá bài đủ để chơi. Thì mình xin nói với các bạn là việc các bạn mở packs là một cái điều rất là không nên, cực kỳ không nên. Bởi vì mở packs sẽ là một trong những thứ rất là may rủi. Mở mà khi các bạn unbox bất cứ cái gì thì đó sẽ là may rủi. Và may rủi thì là con số 50 là con số mình nghĩ là rất là ít.
những người chơi pro players ở trên thế giới, để họ có được đủ lá bài mà họ cần thì họ sẽ mở khoảng đâu đó khoảng 300, 400, thậm chí là có thể là nhiều hơn. Thường sẽ là ít nhất là 300 hoặc là 400 packs để có thể có được đủ lượng bài mà họ cần ở ngay trong thời gian ngắn. Còn nếu như các bạn không cần phải có ngay đủ bài ở trong một thời gian ngắn thì các bạn không cần phải mở nhiều như vậy. Nhưng thường ngay cả thậm chí cả mình thì mình cũng không mở packs để có thể kiếm được những lá bài mình cần. Đôi lúc mình khá là thích unbox thì mình sẽ mở khoảng đâu đó 100 packs và sau đó mình sẽ bắt đầu đi làm một trade để có thể có được những lá bài khác mà mình cần ở trong cái set mà mình đang tìm kiếm đó. Thì việc mở packs là một cái điều mà nếu các bạn không đầu tư quá là nhiều thì mình không khuyên là các bạn nên mở packs. Packs là một thứ rất là may rủi, đó là nó giống như là đánh bạc, nó sẽ là đỏ đen. Vì vậy nếu như các bạn không đủ ở trong 50 packs thì đó là điều mình không hề bất ngờ. Còn nếu các bạn đủ trong 50 packs thì đó mới chính là điều bất ngờ. Vì vậy mình khuyên các bạn không nên mở packs nếu như các bạn không đầu tư quá là nhiều vào cái tựa game Pokemon TCGs này. Thì lý do tại sao mà chúng ta không nên mở packs nha, thì mỗi bộ bài của chúng ta sẽ là tập hợp từ những lá bài ở các set khác nhau. Có nghĩa là đôi lúc nó sẽ ở trong Sword and Shield Vset, đôi lúc nó sẽ ở trong Sword and Shield Vivid Voltage, đôi lúc nó sẽ là một lá bài ở trong Sword and Shield Battle Style. Vì vậy các bạn không thể biết được là các bạn cần mở bao nhiêu pack sẽ có thể có được những lá bài các bạn cần cả. Không lẽ các bạn sẽ đi mở 50 packs Sword and Shield, sau đó mở 50 packs Vivid Voltage và sau đó lại tiếp tục mở 50 packs Battle Style thì thực sự nó rất là tốn kém. Vì vậy các bạn nên lưu ý là mỗi bộ bài sẽ tập hợp từ những lá bài set khác nhau. Giả sử vì vậy các bạn nếu như có thể các bạn hãy tập trung kiếm những lá bài quan trọng nhất của đa số mọi bộ bài ở đây. Thì ở đây mình có cho các bạn xem 4 lá bài mà có thể nói là gần như là có mặt ở trong tất cả mọi bộ bài ở trong format standard luôn. Thì chúng ta có Professor Research, Money, Quick Ball và Switch. Thì đây là 4 lá bài mà chúng ta có thể gần như là thấy được đều có 4 copies ở trong mỗi bộ bài hết. Vì vậy đây các bạn là newbie thì mình khuyên là các bạn nên hãy bắt đầu tìm kiếm 4 lá bài này. Đây là 4 lá bài cũng không quá là khó để kiếm và đặc biệt là nó đều nằm ở trong một cái set, đó chính là set Sword and Shield Base Set ở đây. Vì vậy đây là 4 lá bài mà mình khuyên là các bạn nên bắt đầu tìm kiếm thay vì cố gắng mở packs và cố gắng tìm kiếm các lá bài khác thì nó sẽ rất là khó khăn. Vì vậy đây là 4 lá bài ở trong format standard ở thời điểm hiện tại và nó sẽ vẫn còn sẽ ở trong standard ở một thời gian dài nữa. Vì vậy ưu tiên của các bạn hãy nên là bắt đầu tìm kiếm 4 lá bài này nếu như các bạn đang muốn thi đấu ở trong cái format standard. Và ngoài ra thì có một thứ khác mà mình muốn đề cập, chính là cách tiết kiệm nhất để các bạn có thể hoàn thành một deck, đó chính là trade. Thì như mình nói rồi, thường thì cái công thức của mình sẽ là mở 100 packs và sau đó mình đi trade những lá bài mà mình còn thiếu sau khi mình mở 100 packs đó. Thì đó là công thức của mình. Thì mình thực sự là nếu các bạn không cần mở 100 packs cũng không sao cả, các bạn đi trade luôn cũng được nữa. Thì đơn giản là mình thích mở packs, vì vậy mình mở 100 packs thôi rồi sau đó mình mới đi trade. Còn nếu như các bạn không có điều kiện thì các bạn không nên mở packs, mà các bạn hãy giữ sử dụng cái pack của các bạn và đi trade thẳng cái lá bài mà các bạn muốn luôn. Thì ở đây giả sử như mình muốn tìm kiếm một con Urshifu VMAX Rapid Strike ở đây thì mình có thể sử dụng những cái pack của mình. Số lượng bao nhiêu thì nó sẽ tùy vào giá cả ở mỗi thời điểm. Và giả sử như đây thì mình ghi là 7 packs đi, thì 7 packs này mình có thể dùng 7 cái packs này và đi trade cho một con Urshifu VMAX. Thay vì mình mở 7 packs này ra và cố gắng mong chờ là con Urshifu nằm trong này thì nó sẽ hơi khó khăn. Đương nhiên rồi, Urshifu có tỷ lệ để trúng khá là thấp. Vì vậy mở 7 packs này không đảm bảo là các bạn sẽ có được Urshifu VMAX. Thế nên các bạn có thể dùng 7 packs đó và đi trade thẳng một con Urshifu VMAX luôn, và nó sẽ là điều rất là tuyệt vời. Thì đương nhiên rồi, nó sẽ phụ thuộc vào giá cả của mỗi thời điểm nữa. Ở đây thì mình ví dụ thôi, nhưng thực sự là Urshifu VMAX này nó nhiều hơn 7 packs đấy. Vì vậy các bạn sẽ cần phải tham khảo giá và từ đó dùng những cái pack của các bạn và đi trade những cái con Pokemon mà các bạn cần tìm kiếm ở trong cái set mà các bạn đang mở đó. Ngoài ra thì ở dưới này thì mình cũng có Drop Hovey Max. Thì Drop Hovey Max là mấy con mà đã set cũ rồi. Thay vì bây giờ các bạn đi mở một cái set cũ và cố gắng kiếm con Drop Hovey Max này, thì bây giờ các bạn hoàn toàn có thể dùng ba cái pack mới của các bạn và đổi lấy cái con Drop Hovey Max mà các bạn đang tìm kiếm đó. Thì đó là một cách mà mình thường làm nhất ở trong cái tựa game Pokemon TCGs này, nhằm giúp cho mình có đủ được cái deck mà mình cần ở đây. Thì ngoài ra có rất là nhiều cái thứ khác để trade. Giả sử như con Urshifu VMAX này, các bạn hoàn toàn có thể trade ngang một cái con, giả sử như là con Tyranitar V chẳng hạn. Thì có một vài trade nó sẽ như vậy, nhưng mà đa số sẽ là trade bằng packs hết. Vì vậy nếu như các bạn có packs thì thay vì mở, các bạn hoàn toàn hay dùng những cái packs đó và đi trade thẳng cái con Pokemon mà các bạn muốn luôn. Thì đó sẽ là cách tiết kiệm nhất và là cái cách mà mình recommend những bạn newbie. Nếu các bạn không đầu tư thì đây là cách mà tốt nhất cho các bạn. Và đó là câu hỏi đầu tiên của bạn. Và nếu như có bất cứ một cái điểm nào mà mình giải thích chưa được cụ thể và rõ ràng lắm
thì bạn hãy comment ở phần bên dưới nha. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tiến hành đến câu hỏi thứ hai nha. Ok, câu hỏi thứ hai là một cái câu hỏi mình cũng thấy khá là nhiều bạn hỏi, và bây giờ mình sẽ trả lời một lần luôn để mình không cần phải trả lời lại từng bạn nữa. Chính là: anh ơi, theo anh thì mới chơi nên mua theme deck nào? Ok, thì theme deck là một cái format mà mình thực sự là không chơi quá là nhiều, bởi vì mình là một người chơi competitive. Vì vậy theme deck là một trong những cái deck mà mình thấy rất là thiếu consistency và nó vận hành khá là cồng kềnh, nhưng mà nó lại một trong những cái deck mà có thể gọi là thân thiện nhất với những người chơi newbie. Thì bây giờ dựa theo cái kinh nghiệm chơi của mình và dựa theo cái sự đánh giá về bộ bài của mình, thì ba cái bộ bài mình recommend các bạn nên xài sẽ là đây. Đây là ba bộ bài các bạn nên xài. Đó chính là bộ bài Relentless Flame của con Charizard, bộ bài Soaring Storm của con Dragon Knight và bộ bài Towering Heights của Groudon. Đây, đây sẽ là ba bộ bài mà mình sẽ recommend các bạn nên xài nếu các bạn mới chơi. Thì thường mình thấy nhiều bạn chơi nhất đó chính là bộ bài Relentless Flame. Thì đây là ba bộ bài có thể nói là rất là tốt ở trong cái cách vận hành, tốt nhất rồi so với lại những bộ bài theme deck khác. Không đồng nghĩa là ba bộ bài này sẽ hoàn toàn đánh bại tất cả mọi thứ nha mọi người. Vẫn có thể thua được những bộ bài yếu hơn, thậm chí có thể thua được những bộ bài rất là tệ nếu các bạn draw xấu. Nhưng mà chung quy thì cái performance trung bình của ba bộ bài này sẽ là ba bộ bài tốt nhất ở trong cái format theme deck. Còn một vài bộ bài khác nữa, nhưng mà ở đây thì mình liệt kê ra ba bộ bài thôi, để thay vì mình liệt kê top 10 thì quá nhiều. Vì vậy mình liệt kê ra ba bộ bài mà theo như nếu là mình đánh một bộ bài format theme deck thì mình sẽ lựa một trong ba bộ bài này để chơi. Và mình mong là đó là những gì mà các bạn mong chờ ở trong cái câu hỏi vừa rồi. Bây giờ xin mời cùng nhau tiến hành đến câu hỏi thứ ba nhé. Ok, câu hỏi thứ ba của mình, đây là một câu hỏi cũng khá là nhiều bạn spam. Anh ơi, anh có giveaway bài Pokemon TCG không? Không phải code, ok. Thì code mình sẽ giveaway, đương nhiên là mình sẽ giveaway rồi. Code thì mình sẽ giveaway ở trong những video clip unbox, hoặc là những video clip có thể là mình livestream thì mình có thể giveaway những cái code cho các bạn, hoặc là giveaway packs luôn cho các bạn ở trên Pokemon TCG online. Còn về giveaway bài Pokemon TCG mà hàng real và hàng physical á, thì đơn giản là hiện tại thì có thể là chưa, và có thể là trong thời gian sắp tới thì sẽ có. Thì một trong những cái điều khó khăn nhất mà các bạn biết rồi, nếu các bạn nào xem theo dõi channel của mình lâu thì các bạn sẽ biết được rằng mình không ở Việt Nam mà mình đang ở Canada. Vì vậy cho dù nếu mình giveaway by real đi nữa thì sẽ rất là khó khăn ở trong việc vận chuyển, shipping các kiểu, thì chi phí rất là cao. Thế nên tạm thời thì sẽ không có giveaway physical, nhưng mà biết đâu đó ở tương lai có thể là mình sẽ giveaway thì sao. Nhưng mà tạm thời thì vẫn sẽ không có hàng physical mà chỉ có code thôi nha. Và mong là các bạn không spam không spam câu hỏi này nữa. Đây là câu hỏi mình thấy rất là nhiều các bạn spam rất là nhiều trên YouTube, và sau đó thậm chí là có thể là inbox mình nữa. Thì giveaway code thì sẽ diễn ra thường xuyên hơn, còn giveaway by physical thì tạm thời sẽ là không nha. Còn trong tương lai thì mình sẽ chưa biết, và đó sẽ là câu hỏi thứ ba của chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng nhau tiến hành những câu hỏi tiếp theo nhé. Ok, thì đây là câu hỏi thứ tư của mình, là câu hỏi mà trên YouTube có một ít vài bạn hỏi, còn thường đa số sẽ là inbox mình hơn. Thì tại sao deck mình review thường draw rất là tốt và tỷ lệ thắng cao, nhưng khi các bạn đánh thì lại thua khá là nhiều? Một câu hỏi khá là thú vị luôn. Thì để trả lời được cái câu hỏi này thì mình sẽ cần phải nói một chút về cái chuyên môn ở trong cái Pokemon TCG. Và ở đây thì đầu tiên các bạn cần lưu ý chính là không có deck nào các bạn sẽ đảm bảo thắng 100% cả. Đương nhiên rồi, không bao giờ. Deck sẽ phải có lúc may, lúc xui, có lúc là deck draw, có lúc là draw đẹp. Vì vậy không có deck nào đảm bảo các bạn sẽ thắng được 100% cả. Và nếu như các bạn đang thua ở bằng một deck nào đó thì những điều các bạn cân nhắc đó chính là cái matchup của bạn là như thế nào. Giả sử như các bạn sử dụng một bộ hệ nước, sau đó các bạn đánh với một bộ hệ điện hoặc là hệ grass gì đó mà bị weakness, thì các bạn không thể mong chờ là các bạn sẽ thắng cái matchup đó được. Matchup là một matchup rất là khó vì các bạn bị weakness. Vì vậy nếu như thắng thì vẫn có thể có khả năng để thắng, nhưng mà nếu như các bạn thua thì đó là một điều lẽ ra các bạn không nên bất ngờ, vì cái matchup của các bạn là matchup khó. Vì vậy có một vài matchup người ta gọi là matchup unfavorable. Vì vậy nếu như các bạn đang đối đầu với lại một matchup unfavorable thì vì các bạn thua là điều hiển nhiên. Vì vậy nếu như các bạn đang thua thì các bạn cần cân nhắc coi matchup đó có phải là một matchup unfavorable với các bạn hay không. Ngoài ra thì có những thứ khác mà chúng ta cần cân nhắc tới, đó chính là sequencing của các bạn. Thì đôi lúc các bạn đang thực hiện những cái thao tác, những cái bước đi của các bạn hơi sai một xíu. Vì vậy các bạn đơn giản là không có được những thứ các bạn cần ở trong cái turn của các bạn thôi. Thì đây là một cái video clip, mình có lẽ là mình sẽ làm một cái video clip riêng về cái sequencing này sau. Thì nó khá là liên quan tới những cái thứ nâng cao ở trong cái tựa game Pokemon TCG này mà mình không muốn đề cập quá là sâu vào. Thì sequencing đơn giản các bạn có hiểu được rằng là cái sự người ta gọi là
theo thứ tự một cách chính xác nhất, theo trình tự một cách chính xác nhất ở trong những nước đi của các bạn ở đây. Thì đôi lúc các bạn nên làm điều này trước, sau đó mới làm điều kia. Nhưng mà các bạn làm ngược lại, các bạn làm cái điều kia trước, sau đó các bạn mới làm điều này. Thì nó sẽ giảm cái tỷ lệ các bạn có được những thứ các bạn cần đi. Thì đó là về sequencing. Đó còn là một cái thứ mà các bạn cần cân nhắc. Nếu như các bạn đang thua thì có thể là các bạn đang làm sai một cái bước gì đó ở trong cái bộ bài của các bạn. Ngoài ra thì game plan cũng là một cái thứ các bạn cũng cần phải cân nhắc tới. Đó chính là cái kế hoạch của trận đấu của các bạn. Xem coi, các bạn cần phải xem lại coi các bạn đã thực hiện đúng cái kế hoạch hay chưa. Đôi lúc ở trong video clip của mình thì mình thực hiện cái game plan theo cái hướng như thế này là bởi vì trong bộ bài với lại cái bộ khi mà đánh với bộ bài đó thì mình cần phải làm như vậy, còn đánh với bộ bài khác thì mình cần phải làm theo một cái cách khác. Thì đó là về game plan. Vì vậy không có game plan hoàn toàn không phải lúc nào cũng giống nhau ở trong những trận đấu khác nhau. Giả sử các bạn đánh với bộ bài A, các bạn không thể nào mà dùng chiến thuật của bộ bài B để đánh với nó được. Còn khi các bạn đánh bộ bài B, các bạn không thể nào dùng chiến thuật của bộ bài A để đánh với lại cái bộ bài B đó được. Vì vậy đây là phụ thuộc vào cái kinh nghiệm ở trong thi đấu thôi. Thì mình thi đấu vào MotoGP khá là nhiều rồi, vì vậy mình có khá là nhiều kinh nghiệm và mình biết được rằng mình nên làm gì ở trong những cái trận đấu khác nhau. Và đó cũng là một cái thứ mà các bạn cần nhắc tới. Và cuối cùng mới là cái điều mà các bạn có thể nói rằng đó là yếu tố may mắn. Thì đôi lúc các bạn là xui quá, sao anh draw quá là đẹp, sao mình draw quá là đẹp mà các bạn lại khá là thiếu may mắn khi các bạn draw hơi đen. Thì đó cũng là một phần của bộ bài mà. Thì nếu như các bạn quá xui thì không sao cả, hãy cố gắng làm lại ở những trong những trận đấu tiếp theo thôi. Ok, và vào câu hỏi thứ năm của chúng ta, đây cũng sẽ là câu hỏi cuối cùng ở trong cái Q&A này của mình luôn, đó chính là làm sao để các bạn chơi Pokemon TG tốt hơn ở đây. Thì mình sẽ cố gắng trả lời ngắn gọn thôi. Những cái điều mà nâng cao hay là những cái concept nâng cao thì mình sẽ có thể là để vào một cái video clip phân tích hoặc là một video clip gì đó ở trong tương lai. Còn bây giờ thì mình sẽ trả lời ngắn gọn nhất có thể để các bạn có thể hiểu rõ hơn cách làm sao để các bạn có thể chơi được Pokemon TG tốt hơn ở đây. Thì đây sẽ là năm cái điều mà mình recommend các bạn nên tham khảo ở đây. Thì đầu tiên, điều dễ dàng nhất đó chính là các bạn nên tham khảo các deck ở trên YouTube. Thì ở trên YouTube không cần phải theo dõi mình cũng có một vài deck, nhưng mà có những người chơi khác làm bằng tiếng Anh. Nếu các bạn hiểu tiếng Anh thì các bạn hoàn toàn nên xem những cái video clip tiếng Anh của những người chơi đó. Thì các bạn có thể tham khảo những cái deck đó ở trên YouTube. Thì cái việc tham khảo deck á, không phải là để các bạn chỉ copy deck và biết được deck nó như thế nào để sử dụng đâu, mà tham khảo ở đây sẽ giúp cho các bạn hiểu được coi deck nó vận hành như thế nào, để rồi từ đó khi các bạn sử dụng một bài khác để khi đối đầu với họ thì các bạn biết rằng họ sẽ có những gì, và từ đó các bạn sẽ có thể đưa ra được cái đấu pháp hợp lý nhất để có thể có tỷ lệ cao nhất để giành chiến thắng khi mà đối đầu với lại bộ bài đó. Thì đó sẽ là điều đầu tiên. Hãy tham khảo thật nhiều deck ở trên YouTube, rất là nhiều content creator khác nhau ở trong Pokemon TCG. Vì vậy các bạn thích ai các bạn có thể vào và xem. Và đương nhiên rồi, nhiều deck sẽ trùng nhau, vì vậy nếu các bạn không thích người này các bạn hoàn toàn có thể xem người khác. Nếu các bạn thích mình thì các bạn có thể xem mình, nếu các bạn không thích mình thì that's fine. Các bạn có thể xem những người chơi khác làm bằng tiếng Anh ở trên thế giới đây. Còn nếu các bạn hiểu được cả tiếng Mexico hay là tiếng Tây Ban Nha hay bất cứ tiếng gì thì cũng có rất là nhiều người chơi khác họ làm những cái tiếng khác nhau như vậy ở trên YouTube. Và đó sẽ là điều đầu tiên mà mình recommend các bạn nên làm, chính là nên tham khảo những người chơi trên YouTube và từ đó có thể đúc kết được những cái kiến thức nhỏ nhặt gì đó và tích góp lại và chơi tốt hơn trong game Pokemon TCG đây. Và điều thứ hai sẽ là luyện tập càng nhiều càng tốt ở đây. Thì thực sự đương nhiên rồi, nó cũng khá là tương tự như những cái thứ khác thôi. Khi các bạn học nhiều thì các bạn sẽ học giỏi hơn, và tương tự như vậy các bạn luyện tập nhiều thì các bạn sẽ chơi tốt hơn ở trong cái tựa game Pokemon TCG này. Thì cái điều mà mình recommend các bạn nên bắt đầu nếu như các bạn muốn thực sự muốn nghiêm túc với lại cái việc chơi Pokemon TCG tốt hơn như thế này, thì điều đầu tiên chính là các bạn hãy luyện tập khoảng từ 6 tới 10 tiếng một ngày. Thì đây là điều mình đã thực hiện. Có thể là các bạn là những người chơi hay hơn mình, hay là các bạn có được một cái IQ lớn hơn mình, thì 6 tới 10 tiếng là không cần, hoặc các bạn thậm chí có thể cần chỉ khoảng đâu đó 2 hoặc là 3 tiếng thôi. Nhưng mà với mình luôn chơi tồi, mình luôn luôn có những cái khởi đầu khá là tệ, và mình luôn luôn khởi đầu rất là chậm so với những người khác. Vì vậy mình sẽ phải mất khoảng 6 tới 10 tiếng. Vì vậy nếu các bạn chơi tốt hơn, các bạn có IQ tốt hơn mình thì có thể là 3-4 tiếng, nhưng mà mình thì mình sẽ là 6 tới 10 tiếng mỗi ngày. Thì mình đã từng ở trong cái giai đoạn này rồi, mình đã luyện tập rất là nhiều ở trong một ngày, mình đánh rất là nhiều trận đấu khác nhau luôn. Về sau thì khi mà các bạn đã bắt đầu luyện tập có một cái cường độ luyện tập như thế này rồi, và bắt đầu hiểu được những cái điều basics của Pokemon TCG rồi, thì các bạn hoàn toàn hay giảm cường độ luyện tập của các bạn, không cần phải đều đặn mỗi ngày 6 tiếng nữa, mà các bạn hãy mỗi ngày khoảng 1-2 tiếng thôi, vì lúc đó các bạn đã có nền tảng rồi.
ví dụ như mình bây giờ mình cũng không còn 6 đến 10 tiếng ở đâu, còn nếu như mình 6 đến 10 tiếng thì mình try hard quá, còn đa số sẽ là 1 tới 2 tiếng thôi. Còn nếu tùy vào thời gian các bạn đưa ra thôi. Luyện tập càng nhiều thì sẽ luôn luôn là càng tốt ở đây. Không bao giờ quá nhiều là đương nhiên là quá nhiều thì đương nhiên sẽ hơi hại một xíu rồi. Các bạn không thể nào mà ngồi dán mắt mãi vào cái máy tính được. Nhưng mà các bạn hiểu ý của mình rồi, mình cũng không muốn lan man ở trong cái point number 2 này. Luyện tập càng nhiều càng tốt. Với mình thì là 6 tới 10, các bạn có thể là 3 tới 4, tùy các bạn. Thì cường độ càng cao thì cái việc các bạn tiệm cận tới trình độ cao sẽ càng nhanh hơn, và đó là điều thứ hai mình muốn nói. Còn bây giờ chúng ta cùng tiến hành đến điều thứ ba đây. Tìm hiểu thêm về basics và advanced concept của Pokemon TCG. Thì basic thì đương nhiên các bạn hiểu rồi, những cái luật chơi cơ bản, mỗi người chơi nạp một năng lượng mỗi turn, mỗi người chơi sử dụng một supporters mỗi turn, sử dụng được bao nhiêu items cũng được, thì đó là những cái basic concept. Còn những cái advanced concept là những cái thứ mà mình đã nói từ nãy tới giờ, sequencing, game plans, price road, thì có thể nói tới đây các bạn có thể là không hiểu là mình đang nói gì. Thì đó là advanced concept mà, thì có thể là mình sẽ làm một cái video clip về cái advanced concept ở trong những video clip sắp tới. Thì đó là những cái điều mà các bạn cần phải tìm hiểu thêm. Hiện tại thì mình không biết là có bất cứ một người chơi nào ở trên thế giới họ làm hay không. Thì đơn giản là thực sự là rất là khó. Đây là những cái thứ mà có thể nói là rất là khó để diễn tả bằng lời. Đôi lúc các bạn cũng hiểu rồi, có những người mà họ có kiến thức nhưng mà họ không thể nào mà đi dạy được. Bởi vì thực sự là cái việc mà vốn ngôn từ của họ hay là cách giảng dạy và cách truyền đạt của họ không quá là tốt. Thì có thể nói là mình cũng là một người như vậy. Mình có kiến thức nhưng mà hiện tại mình không biết cách làm sao để có thể truyền đạt được cho các bạn những cái thứ về advanced concept này một cách tốt nhất. Thì có thể là mình sẽ cố gắng tìm hiểu và cố gắng làm được những cái video clip này một cách dễ hiểu nhất cho các bạn, để các bạn có thể hiểu rõ hơn những cái basics và advanced concept của Pokemon TCG là gì. Rồi từ đó các bạn có thể áp dụng được những thứ này vào những trận đấu của các bạn, và mình tin chắc nếu các bạn apply được những cái thứ này vào thì trình độ các bạn sẽ tiệm cận mình rất là nhanh thôi, rất là nhanh thôi. Và đó sẽ là điều thứ ba chúng ta. Và điều thứ tư sẽ là tìm ra những cái các lỗi các bạn ở trong những trận đấu các bạn, và từ đó các bạn sẽ tìm cách để khắc phục những cái lỗi đó. Thì đương nhiên rồi, khi các bạn thua, điều đầu tiên các bạn nên nghĩ là các bạn đã misplay ở đâu và các bạn đã thực hiện sai những cái lỗi lầm gì ở trong trận đấu các bạn. Các bạn đừng suy nghĩ ngay tới việc là các bạn xui quá hay là người chơi kia họ may thế hay là họ may họ thế này thế nọ, thì các bạn không nên như vậy. Các bạn hãy bắt đầu bằng việc là tìm ra xem coi mình có thực hiện sai bất cứ một lỗi nào hay không. Nếu như các bạn không thực hiện sai bất cứ một lỗi nào trong trận đấu thì đó là lúc các bạn đổ thừa là đối phương may mắn quá. Còn nếu không thì các bạn hãy luôn check bản thân trước thay vì check may mắn của đối phương. Thì đó là cái điều mà các bạn nên cân nhắc để có thể chơi tốt hơn trong tựa game này. Và cuối cùng sẽ là điều mà mình recommend các bạn cũng nên lưu ý luôn, đó chính là không nên cay cú. Tuy nhiên rồi, thua luôn luôn rất là đau. Nếu như các bạn đã bắt đầu đánh cảm thấy các bạn tốt hơn rồi thì đương nhiên một trận thua các bạn sẽ rất là đau, và các bạn thua một người chơi tệ hơn mình thì rất là khó chịu chứ. Nhưng mà không nên cay cú ở trong trận đấu các bạn. Đôi lúc có một ngày nào đó các bạn sẽ khá là xui, các bạn sẽ không có được những thứ các bạn cần, các bạn thua liên tục 5, 6 hoặc là 7 trận gì đó. Thì nếu như các bạn thua như vậy thì các bạn không nên cay cú. Đó là lúc các bạn nên bắt đầu take a break, các bạn nên nghỉ ngơi để có thể khuây khỏa đầu óc hơn. Để, dù gì thì đây cũng là một tựa game mà. Game thì chúng ta mục tiêu chính sẽ là giải trí thôi. Vì vậy nếu các bạn cay cú thì nó sẽ khiến cho cái mục tiêu chính của cái tựa game này đã bị lệch lạc đi. Và đương nhiên rồi, khi cay cú thì các bạn sẽ không thể nào mà đánh chính xác được, các bạn sẽ luôn bị áp lực ở trong việc là phải thắng. Vì vậy nếu các bạn đang thua quá nhiều thì nói chung là hãy xem như là các bạn đang có một ngày không là tốt. Mình cũng vậy mà, đôi lúc mình cũng có những ngày rất là không tốt, mình thua liên tục 3-4 trận, và đó là lúc mình tắt máy tính đi và đi làm một việc khác. Có thể đi tập thể dục, đi hít thở không khí, hoặc là đi chơi Pokemon Go để khuây khỏa đầu óc gì đó, thì đó là tùy vào các bạn thôi. Thì đó là một điều mà các bạn cũng nên cân nhắc, đó chính là không nên cay cú ở trong những trận đấu của các bạn. Nếu như bắt đầu thua rồi, nếu như bắt đầu thua quá là nhiều và bắt đầu quá là xui, thì đó là lúc các bạn nên dừng lại và nghỉ ngơi và thử lại vào những trận đấu khác khác thôi. Thì đó sẽ là năm cái điều mà mình sẽ recommend các bạn nên lưu ý để có thể chơi tốt hơn ở trong cái tựa game Pokemon TCG này. Thì có thể nói là đây là một cái cách mà mình có thể nói ngắn gọn nhất có thể rồi. Nếu như có bất cứ một cái điểm nào các bạn vẫn chưa hiểu thì
một lần nữa các bạn hoàn toàn hãy comment ở phần bên dưới nha. Thì đó cũng sẽ là cái câu hỏi cuối cùng của mình ở trong cái clip ngày hôm nay luôn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi và đã đặt ra những câu hỏi cho mình để mình có thể giải đáp ở đây nhá. Yeah, rất là tuyệt vời. À, những câu hỏi đều là những câu hỏi rất là hay, và những câu hỏi mà có thể nói là mình rất là khó để có thể trả lời chỉ bằng một comment được. Vì vậy nếu như các bạn nào có những câu hỏi khó nữa thì các bạn đừng ngần ngại và đừng lo là mình sẽ không trả lời. Mình luôn luôn đọc các comment của các bạn, và những câu hỏi hay thì mình sẽ đều lưu vào Microsoft Word để sẵn sàng để trả lời ở một trong clip nào đó. Thì yeah, nếu như các bạn chưa được trả lời thì cũng đừng nóng vội. Đơn giản là mình đang tích câu hỏi thôi, và mình sẽ đang tích chữ câu hỏi và trả lời một lần luôn ở trong clip, thay vì làm clip chỉ có một phút và trả lời có mỗi một câu hỏi của bạn thì nó sẽ hơi kỳ. Vì vậy yeah. Yeah, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip hôm nay. Thì đây là Q&A đầu tiên của chúng ta. Và nếu các bạn thấy thích clip này và nếu các bạn còn thắc mắc nào nữa thì đừng quên comment ở phần bên dưới, và đừng quên like và subscribe kênh này nếu các bạn thực sự thích những nội dung này. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau nhé.